Sưởng Đồ Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Quan Công Ngự Song Long chất liệu gỗ hương. Tác phẩm có mã là 570, có kích thước cao 140, ngang 36 và sâu 18. Hàng đục rất kỹ và sắc nét. Đục ra tác phẩm rồi nặng 42,5 kg các bác nhé. Em sẽ quay cận cảnh từ từ cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Một tác phẩm được đục rất kỹ và sắc nét. Đặc biệt là tác phẩm này được làm từ gỗ hộp nên rất là đặc gỗ các bác nhé. Đầu tiên là chú rồng ở phía dưới đục rất đẹp từ những vảy rồng một và dây rồng được đục thành bóng rất kỹ ạ. Ngoài ra thì quan công đứng tay cầm một chiếc đao cũng có khảm rồng đẹp nha, rất là đẹp luôn đó ạ. Các bác có thể nhìn thấy quan công đục rất kỹ từ những cái áo giáp một, rất là đẹp, khuôn mặt thì thần thái. Chú rồng ở trên thì rất là rộng lớn các bác nhé, thể hiện uy quyền và uy lực. Quan Công hay còn gọi là Quan Vũ Văn Trường là một trong những tác phẩm mà được rất là nhiều khách hàng lựa chọn để ở trong chỗ làm hoặc là nhà. Ý nghĩa của tượng Quan Công được rất là nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Người ta quan niệm rằng tượng Quan Công với gương mặt càng dữ thì hiệu quả bảo vệ càng mạnh. Với những hướng nhà xấu ảnh hưởng tới gia chủ thì nên dùng tượng Quan Công để chấn giữ ở cửa quay ra cửa lớn. Đối với những hướng nhà bị sao xấu chiếu tới thì cũng dùng Quan Công để chế hòa. Với những người làm ăn chức lớn hay có tầm quan trọng trong kinh doanh chính trị, các tổ chức thường xuyên gặp phải những người đố kỵ chơi xấu, thường xuyên dùng âm mưu thủ đoạn để hãm hại. Do đó người ta tin rằng các lãnh tụ doanh nhân khi đặt Quan Công sau lưng tại nơi làm việc của họ sẽ giúp họ được bảo vệ, ngăn chặn những thế lực ở ngoài. Để cầu tài, ý nghĩa của Quan Công sẽ giúp cho gia đình nhiều tài lộc, công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, diệt trừ tiểu nhân. Quả là một tác phẩm quá đẹp và tuyệt tác mà các bác không thể bỏ lỡ. Các bác ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em nha. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.